con chơi cái gì đó? Dạ con chơi siêu nhân. Ây da, ui da. Thủy, Thủy, Thủy có sao không vậy? Không, không sao đâu. Chuyện này là sao Thủy? Chú, chuyện gì vậy hả? Chú, ủa con, nè, chuyện gì vậy? Con định đi đâu vậy? Dạ, con tính đi ra ngoài mua một ít đồ. Con còn một tháng nữa sanh, bụng dạ vượt mặt như vậy, ra ngoài làm cái gì? Muốn mua cái gì kêu chị Tâm mua. Chị Tâm mua con không an tâm má à. Con muốn tự tay mình lựa đồ cho con của con. Với lại con đi bộ một vòng để sau này cũng dễ sanh đó. Má an tâm đi, con sẽ cẩn thận mà. Đi lẹ rồi về, cẩn thận nghe chưa? Dạ, thưa má con đi. Hai đứa con của má đâu rồi? Má qua rồi nè. Chị lại đem đồ ăn nữa hả? Lần trước chị mua đồ ăn vẫn còn mà. Chị mua để em tẩm bổ cho khỏe. Mà nè, em ít làm mấy chuyện này lại đi. Sắp tới ngày sanh rồi, em làm nhiều quá không tốt cho sức khỏe đâu. Dạ, em chỉ đang ít đồ cho con thôi, tiện thể giết thời gian thôi mà. Ở con mình buồn lắm phải không? Thôi em ráng đi, còn có một tháng nữa thôi à. Khi nào mà con chào đời xong, em có thể quay về nhà mình. Chị em mình đã cùng nhau trải qua một khoảng thời gian dài rồi, khó khăn mấy thì cũng sắp kết thúc. Em chịu khó nha. Duyên à, chị biết ơn em nhiều lắm. Sau khi mọi chuyện kết thúc rồi, chị sẽ thưởng thêm cho em, nên em ráng nghe không? Dạ, em cảm ơn chị. Thôi chị phải về rồi, nếu không má chồng chị lại hỏi nữa. Nhiều khi chị cũng thấy ganh tị với em lắm. Má về nghe. Con chơi cái gì đó? Dạ con chơi siêu nhân. Ây da, ui da. Thủy, Thủy, Thủy có sao không vậy? Không, không sao đâu. Tôi, chuyện này là sao Thủy? Chú, chuyện gì vậy hả? Chú, ủa con, nè, chuyện gì vậy? Dạ không có gì đâu má, con đang hỏi thăm sức khỏe chị Hai thôi. Ủa Thủy, con sao vậy? Có chuyện gì mà mặt mày xanh lè xanh lét? Con không phải chỗ nào hả? Đi vợ con. Thằng nhỏ đã đạp con hơi đau, chứ con không có gì nữa má. Ừ, vậy là tốt rồi. Nó đạp chứng tỏ là nó khỏe, làm cho má hết hồn, tự có chuyện gì. Đứng đây làm cái gì đây? Dạ con chơi. Còn con nữa, đang nói chuyện với má trong phòng hả? Bỏ chạy ra đây là sao? Thôi mà má, con không muốn nghe mấy chuyện đó nữa đâu. Có nhiều đó nói hoài à, chán muốn chết à. Chán hả? Tìm con dâu cho má mà chán hả? Đi vô đây, còn mấy người đó coi cho hết. Ôi, đi má. Đi vô đây rồi má góp ý cho coi khu nào đẹp đẹp. Lẹ lên. Má có sao không má? Má không sao. Dạ con xin lỗi má. Má không sao hết, con đừng lo. Chị Hai à, chị yên tâm đi, tôi sẽ giữ bí mật cho chị. Chị cũng đừng có nói cho anh Hai biết là tôi đã biết chuyện này rồi.